Xin chào tất cả các bạn nhé. Các bạn ơi, trên tay mình thì là một chiếc bàn chải than tre hoạt tính. Bàn chải này dùng thì nó rất là êm. Bàn chải than tre hoạt tính của Hàn Quốc mà. Thì cái bàn chải này thì là nó có những cái sợi lông. Còn những cái sợi lông thì là bằng sợi than tre hoạt tính, chống được chảy máu trong chân răng và là chống viêm lợi. Đúng là thích luôn. Và trên thị trường là hiện nay là đang bán cái bàn chải này với cái giá là như trong siêu thị niêm yết là giá 32.000 đồng, 38.000 đồng, em mọi người nhìn được không đấy, giá là 38.000 đồng. Nhưng mà em chạy số lượng ấy, với lại ôm được nhiều thì em đang bán với giá là 15.000 đồng một chiếc thôi. 15.000 đồng một chiếc, mọi người cùng theo dõi nha. Đây, cái bàn chải than tre hoạt tính này, mọi người nhìn được không, rất là êm, rất là mềm đúng không ạ. Đấy, em vừa bóc hộp một chiếc như thế này nha. Bàn chải này rất là dùng, rất là thích này. Và cái tất cả những cái sợi lông này á, những cái sợi lông này thì là nó làm bằng là sợi than tre. Vì thế cho nên là dùng rất là mềm, rất là êm luôn mọi người nhá. Dùng rất là thích nha. Và cái bàn chải này thì có công dụng là chống chảy máu trong chân răng và chống viêm lợi. Đấy mọi người này. Đấy, rất là thích đúng không ạ? Thiết kế thì rất là đẹp luôn. Đấy, trên thị trường là đang bán với giá là 38.000 đồng, mọi người nhìn thấy không ạ? Đấy, em sẽ sử dụng cái bàn chải than tre hoạt tính này để em quấn răng, mọi người cùng chờ đợi nhé. Từ bé thì em chỉ quen dùng cái kem đánh răng PS thôi nhá, PS trắng. Em chẳng dùng được cái loại nào cả bởi vì là kiểu như là một thành một cái thói quen ấy. Đấy, lựa kem đánh răng em dùng rất là nhiều luôn. Em hay đánh xo đấy, cho nên em hay lấy cái bàn chải này để em chà môi luôn á.